Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Công Thương Việt Nam, năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Lào vẫn phát triển vững chắc. Hợp tác phát triển năng lượng, mỏ luôn được duy trì. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tốt đạt 1,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,3% so với năm 2021, là điểm sáng của quan hệ kinh tế hai bên năm 2022. Hội nghị hợp tác phát triển ngành công thương năng lượng mỏ Việt Nam và Lào năm 2022 được tổ chức đúng vào dịp có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, bởi đây là hội nghị đầu tiên sau thời gian dài bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, đồng thời cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Hai nước chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế đang phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều thời cơ thuận lợi. Với những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian vừa qua, cùng với nỗ lực quyết tâm của cả hai bên, tôi tin tưởng rằng ba bộ chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác chặt chẽ, cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của hai nước chúng ta. Nhìn lại chặng đường hợp tác, phát triển ngành công thương, năng lượng và mỏ giữa hai nước, nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều từ năm 2012 đến nay luôn hoàn thành tốt mục tiêu duy trì tăng trưởng hàng năm từ 10% trở lên. Riêng năm 2022, kim ngạch thương mại song phương ước đạt 1,66 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 21,3% so với năm 2021. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý về thương mại đầy đủ, toàn diện và ưu đãi đặc biệt cho nhau thông qua Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào, ký kết và triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ về hợp tác khai thác mỏ, phát triển các dự án năng lượng, thủy điện tại Lào, đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa hai nước. Theo đó, việc xúc tiến nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam được tiến hành khẩn trương, vượt tiến độ đề ra. Đến nay, Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ Lào đạt khoảng 90% công suất cam kết đến năm 2025. Những kết quả đạt được về hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực công thương, năng lượng và mỏ thời gian qua là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, theo tôi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Sự kiện lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ hiện thực hóa việc thực hiện đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa hai nước, thống nhất phương án đấu nối công suất mua bán điện cho từng giai đoạn đến năm 2030. Những tác động tích cực của Hiệp định Quá cảnh Việt-Lào, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào tiếp tục phát huy đã đóng góp cho hoạt động thương mại hàng hóa, quá cảnh hàng hóa, góp phần vào sự tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước. Các đơn vị liên quan của hai bên cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện phát triển kinh doanh, kết nối cung cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản, đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa, góp phần phát triển thị trường hai nước. Là tham tán kinh tế thương mại đại diện cho Bộ Công Thương Lào tại Việt Nam thì cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Việt Nam và Lào giao thương hay là triển lãm hội chợ, triển lãm cái gì để làm thế nào cho hàng hóa của Việt Nam sang Lào và hàng Lào sang Việt Nam ngày càng nhiều. Trong khuôn khổ chương trình, hai bên cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác Phát triển Ngành Công Thương Việt Nam-Lào 2022 và Hội nghị Hợp tác Phát triển Ngành Năng lượng và Mỏ Việt Nam-Lào năm 2022. Ký kết văn kiện hợp tác giữa hai viện nghiên cứu chính sách công nghiệp và thương mại giữa hai nước, kế hoạch hợp tác giữa Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Việt Nam và Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Lào, tổ chức lễ trao huân chương độc lập hạng 3, huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam, huân chương tự do hạng 3, huân chương hữu nghị của nhà nước Lào cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc vì đã có thành tích với ngành công thương, năng lượng và mỏ.